Tôi xin chào các bạn, chào mừng quay lại channel của mình bạn. Thì bữa nay mình làm video nói sửa bài giảng bạn sửa xe thay cái đầu xe front bumper, cái bumper trước của xe Sienna các bạn. Bữa chạy vô số ra quên tắt quên về số phạt, xe nó chạy nó êm nó chạy nó lủi vô gara luôn, nên bể bumper. Kêu người ta làm thì 2.000, body shop rồi 2.000. Mình mua bumper rồi mình cho body shop nó sơn, tự mua tự sơn đó, rồi giờ mình chỉ ráp vô thôi. Bumper của xe Sienna để bạn này XSE nha. How you change it? Dễ lắm, rất là dễ, thay rất là dễ. Nhớ nó có cái frog line ở dưới, dỡ xe lên thay vàng rồi mình để cho bạn xem. Ok, việc đầu tiên là mở mấy con ốc này ra, mở này ra bằng phút bấm xuống các bạn. Đó, bấm xuống, dỡ cái này ra, cẩn thận không bể, xong mở này ra, mở này ra, cái dưới này nó sẽ có con ốc, mở ra, giữ mấy cái này lại các bạn, giữ mấy cái này lại, ok, để lấy hồi mình bắt vô lại. Đó. Quay gì dễ thấy. Cái con ốc đây, một hai cái brack cái này ra, bấm cái này ra. Đó, bấm cái này ra, bấm cái này ra, nó sẽ lấy cái này ra. Ok, cái con ốc đây là 10mm. Không có đồ nghề thì các bạn có mở bằng cái tôi biết dẹp cũng được. Xe này mới 20.000 mai à, xe này bữa bị đụng mới bạn. Rồi mới sửa xong rồi mới chiếc này xui á bị rồi lại bể bumper tiếp. Thay bumper mấy xe Nhật rất là dễ. Đầu tiên tiếp theo là mở cái rim này các bạn. Mở cái rim này bằng cái đây. Thank you.
từ từ mở ra hết cái ron này. Cái này mình rút nó ra nó dễ hơn. Khỏi gãy mấy ron. Snap nó vô thôi. Mở cái chỗ này là ok. Mở chỗ này là mặt nạ rớt lên nè. Dạ không, được rồi. Chỗ này nó có cái sensor đằng trước rồi, sensor right here. Mở cái này đi.
đây nó có con ốc. Chỗ này nó có con ốc các bạn. Đây, một bên hai bên nó có con ốc. Good track ở đây. Thấy con ốc ba kê này nè. Rồi. Mở bật số ra. Ở dưới cái gầm nó có một dạng ốc này tháo ra các bạn, rất dễ, đơn giản. Nó có cái frost ở đây.
mở cái này ra. Mình thấy không? Đó, sẽ mở cái này ra. Băng keo này là nó không có lột sơn các bạn, cho nên là thêm cho thép nên nó không sao. Đừng có dán đất thép mà mất lòng ấy, nên là thêm cho thép. Bumper này xong rồi bỏ eBay bán lại. Đó, mình thay nguyên cái bumper sơn rồi hết đó, ra 500 các bạn. Bỏ eBay bán lại bumper này nha. Mấy được 500 thôi. Thì có nhiều người người ta sẽ mua bumper sơn sẵn, người ta không có mua cái bumper giống mình. Tại mua đồ ở hãng là nó không có sơn. Đó các bạn. Sơn là một phải cái body shop mà sơn. Chứ ở hãng không có bán đồ sơn. Chỉ bán màu đen thôi. Rồi cái này nó giật ra thôi. Kéo cái chỗ này gỡ ra ra. Xuống sâu nó không đó. 1, 2. Mình gỡ ra ra được. Được khỏi vòng bờ rồi. Còn vòng bờ ra. Đã, nó đã rớt rồi. Thì mình chỉ rút điện nó ra từ cái phọt vai rút ra.
cross line rút ra, lấy cái dàn sensor chỉ là rút ra. Chưa.
đường không bao lăng. Đây tháo được xuống rồi các bạn. Giờ phải gỡ mấy cái sợi dây điện, mấy cái connection ra.